bất ngờ với số tiền Lâm Khánh Chi cho con trai đi học mỗi ngày. Sau đổ vỡ hôn nhân, Lâm Khánh Chi dành trọn vẹn thời gian cho kinh doanh lẫn việc chăm sóc con cái. Dù bận rộn với công việc, Lâm Khánh Chi vẫn có khoảng thời gian riêng cho bé Thiên Long, tên thân mật là Cú Bi. Nổi tiếng với việc sở hữu khối tài sản khủng, song Lâm Khánh Chi lại khá nghiêm khắc trong việc dạy con. Bằng chứng là mới đây, một đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại giữa Lâm Khánh Chi và con trai nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Trong clip, Lâm Khánh Chi hỏi con trai rằng hôm nay đi học ai cho cậu bé tiền và con số cụ thể là bao nhiêu. Cậu bé sau đó trả lời mẹ rằng được người thân cho 10.000 đi học. Điều này khiến Lâm Khánh Chi hoảng hốt vì bình thường cô cho con trai 30.000 tiền để tiêu vặt khi đến trường. Được biết, số tiền này được con trai Lâm Khánh Chi tiêu vào việc mua nước, hàng bánh ở trường. Chỉ thông qua hành động nhỏ nhưng có thể thấy Lâm Khánh Chi đã dạy con cách sử dụng tiền, không tiêu xài hoang phí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này thể hiện bằng việc Lâm Khánh Chi cho con khoản tiền đủ để sử dụng trong ngày, không quá nhiều. Dù rằng khả năng của Lâm Khánh Chi có thể cho cậu bé số tiền gấp nhiều lần con số 30.000 đồng. Con trai Lâm Khánh Chi tên thật là Thiên Long, chào đời năm 2019 bằng phương pháp mang thai hộ. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chia sẻ đã tốn hơn 1 tỷ đồng để thỏa mong muốn làm mẹ. Sau khi chia tay chồng trẻ, Lâm Khánh Chi vẫn tạo điều kiện cho người cũ gặp lại con trai, song tránh nhắc chuyện đổ vỡ vì muốn giữ tuổi thơ bình yên cho con. Lâm Khánh Chi từng tiết lộ, con trai là động lực để cô phấn đấu trong cuộc sống. Hiện Lâm Khánh Chi một mình nuôi con, không nhận chu cấp từ chồng cũ. Lâm Khánh Chi tự tin khả năng tài chính của bản thân đủ để chăm sóc, nuôi dạy Thiên Long trong điều kiện tốt nhất. Đây là món quà quý báu mà Thượng Đế dành cho tôi. Không hạnh phúc nào có thể so sánh được. Mẹ sẽ dành nửa đời còn lại để lo cho con trai. Lâm Khánh Chi từng tâm sự về con trai.